4 thảm họa lớn nào sẽ xảy ra trong năm 2024? Tiên tri mới nhất về 4 thảm họa lớn sẽ xảy ra vào năm 2024. Hiện nay, khắp các phương tiện truyền thông trên thế giới đều liên tục đưa tin về dự đoán thảm họa vào năm 2024 của các nhà khoa học và nhà tiên tri. Điểm chung giữa những lời dự đoán này chính là 4 thảm họa lớn có thể sẽ xảy ra vào năm tới. Nghiên cứu của các nhà khoa học ngày càng khẳng định những tiên đoán của các nhà tiên tri sẽ sớm trở thành sự thật. Vậy điều gì giúp con người thực sự có thể thoát khỏi thảm họa vào năm 2024? Kính chào quý khán thính giả của kênh Duyên Vạn Cổ. Các nhà khoa học còn đề cập đến những thảm họa nào khác trong năm 2024 hay không? Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong video ngày hôm nay nhé! Biến đổi khí hậu vùng cực. Rất nhiều dự đoán siêu hình bất lợi vào năm 2024 đã được đưa ra bởi các nhà tiên tri. Chẳng hạn như Dr. Anthony Chen tin rằng năm 2024 thế giới sẽ bắt đầu kỷ nguyên hỗn loạn và mất đi trật tự do cửu hỏa vận đang đến. Tộc Hopi, một trong những tộc người nổi tiếng về khả năng tiên tri cũng dự đoán rằng trong năm 2024, nhân loại có thể mở ra thế giới thứ 5. Điều này cho thấy thế giới thứ 4 hiện đang bắt đầu sụp đổ. Trong Kinh Địa Mẫu, một quyển sách cổ Trung Quốc có viết về năm 2024 rằng Thái tuế giáp thần niên, đạo mễ nhất bán không, cổ mại giới lễ quý, tuyết đóng tại Tam Đông. Nghĩa là những thảm họa lớn có thể xảy ra vào năm 2024, khiến sản lượng ngũ cốc trồng được chỉ còn một nửa so với trước đây. Ngoài ra còn có tuyết rơi và băng giá nghiêm trọng vào mùa đông. Sự thay đổi bất ngờ của thiên nhiên khiến giá cả lương thực sẽ trở nên đắt đỏ hơn nhiều so với bình thường. Trước tình hình chiến sự Nga và Ukraine kéo dài, chưa có dấu hiệu ngừng. Mới đây nhất, mặt trận Trung Đông lại nổ ra một cuộc chiến khốc liệt. Những sự kiện lớn này khiến con người vô cùng lo lắng. Mọi thứ sẽ thực sự diễn ra như những lời tiên đoán của các nhà tiên tri. Tất nhiên, trên đây đều là những tiên đoán siêu hình không có cơ sở khoa học. Vậy nên vẫn có rất nhiều người không tin vào điều đó. Tuy nhiên, ở thời hiện đại, ngoài những tiên đoán siêu hình, chúng ta còn có một cách khác để biết đoán tương lai. Đó là dự đoán từ các dữ liệu khoa học lớn. Thông qua cơ sở dữ liệu, các nhà khoa học sẽ phân tích theo những mô hình khác nhau dựa vào số liệu từ những năm trước để đưa ra một loạt dự đoán về tương lai. Cách suy luận này tạo niềm tin hơn nhiều so với những dự đoán siêu hình và cũng được người hiện đại tin tưởng hơn. Vào ngày 3 tháng 8 năm 2023, Cục Khí tượng Trung Quốc lần đầu tiên công bố báo cáo thường niên về biến đổi khí hậu vùng cực. Nội dung của báo cáo ghi lại những thay đổi khí hậu khác nhau ở các vùng cực được đề cập, kèm theo đó là các quy luật phát triển khí hậu trong tương lai. Mặc dù đây chỉ là những quan sát diễn biến khí hậu ở vùng cực, nhưng tác động của nó lại mang tính toàn cầu. Bởi cả hai vùng cực Bắc và Nam đều là khu vực ổn định của trái đất. Nơi đây diễn ra sự trao đổi nhiệt, trao đổi động lượng và còn đóng vai trò quan trọng trong việc trao đổi nước. Điểm đáng chú ý trong báo cáo là dấu hiệu rõ ràng về sự nóng lên trong 4 thập kỷ gần đây ở Bắc Cực, đã đạt con số khủng khiếp 0,63 độ mỗi năm. Đặc biệt là vào năm 2022, nhiệt độ trung bình chung ở Bắc Cực cao hơn bình thường đến 1,1 độ C. Đối với Nam Cực, sự thay đổi nhiệt độ là không đáng kể, nhưng phạm vi băng biển ở khu vực này suy giảm đáng kể vào năm 2022. Đặc biệt là vào tháng 2 năm nay, băng biển ở Nam Cực đã giảm xuống còn 1,79 triệu km2. Nhiệt độ năm 2023 ngày càng tăng cao, đồng nghĩa với việc biến đổi khí hậu tại hai vùng cực này sẽ ngày càng lớn hơn, khiến những thảm họa sẽ bắt đầu vào năm 2024. Thậm chí còn có nguy cơ dẫn đến sự diệt vong trên trái đất. Năm 2024, các nhà khoa học đã đưa ra 4 dự đoán về thảm họa có tác động rất lớn đến nhân loại trên toàn thế giới. Vậy 4 dự đoán đó là gì? 4 dự đoán lớn của các nhà khoa học trùng hợp với những lời tiên tri. Đầu tiên là tình hình nóng lên quá mức trên toàn cầu. Năm 2023 là năm có nhiệt độ trung bình cao đến mức báo động, thậm chí nhiệt độ nhiều nơi còn vượt qua mức kỷ lục khiến con người bị say nắng. Cơ quan quan trắc quốc gia Trung Quốc cho biết, ngày 3 tháng 7 năm nay là thời điểm nóng nhất từng được ghi nhận trên trái đất. Ngoài ra, Tổ chức Khí tượng Thế giới đã tuyên bố rằng do ảnh hưởng bởi hiện tượng El Nino, nắng nóng cực độ sẽ còn tiếp tục xảy ra vào năm 2024, thậm chí còn vượt qua kỷ lục năm 2023. Xác suất lập kỷ lục nhiệt độ toàn cầu vào năm 2024 đạt đến 60%. Đây là dự đoán dựa trên sự kết hợp giữa các sự kiện lịch sử và dữ liệu kết quả thống kê khoa học. Đây có lẽ là cửu hỏa vận mà Anthony Chen từng nói đến. Ngoài ra, người dân còn lo lắng nhiệt độ cực cao sẽ trở thành một kiểu thời tiết thường xuyên trong tương lai. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân, mà còn gây ra những thay đổi trong hệ sinh thái sinh học.
một số quốc gia chủ yếu ở vùng ôn đới phía Bắc có thể sẽ không cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng. Nhưng đối với các quốc gia thuộc vùng nhiệt đới, nhiệt độ cực cao sẽ buộc họ phải đối mặt với một đời sống khác biệt hoàn toàn so với trước đây. Chỉ với dự đoán đầu tiên được đưa ra là thảm họa nóng lên toàn cầu do nhiệt độ tăng cao đã khiến con người phải đối mặt với vô số thách thức, thậm chí là nguy cơ diệt vong. Vậy ba đại thảm họa được dự đoán sẽ xảy ra tiếp theo vào năm 2024 là gì? Trên thực tế, cả bốn thảm họa xảy ra là một chuỗi phản ứng dây chuyền. Nhiệt độ tăng cao góp phần vào sự nóng lên toàn cầu sẽ gây tác động trực tiếp đến trái đất. Điều nghiêm trọng hơn là hiện tượng này không thể ngăn cản và biểu hiện của nó ngày càng trở nên rõ ràng. Viện Khoa học Khí tượng và Viện Nghiên cứu Vùng Cực cũng đã đưa ra cảnh báo rằng hậu quả của hiện tượng nóng lên toàn cầu đang diễn ra ngày càng nhanh. Băng tại biển Bắc Cực và Nam Cực đang tan chảy với tốc độ nhanh chóng. Thậm chí ở Greenland, hiện tượng băng tan còn diễn ra nhanh hơn dự kiến. Vậy nên việc thềm băng sụp đổ là kết quả không thể ngăn cản. Theo dự đoán, sự nóng lên toàn cầu sẽ còn tiếp tục gia tăng vào năm 2024 với nhiều tác động đáng kể hơn, gây ra những thay đổi trong môi trường sinh thái vùng cực. Hiện tượng di cư xảy ra ở các khu vực có sản lượng nhiễm thể cao. Các thềm băng vùng cực ngày càng ít khiến chim cánh cụt mất đi môi trường sinh sống, việc kiếm ăn cũng trở nên khó khăn hơn. Hiện tượng băng tan sẽ kéo theo cả một chuỗi thảm họa khác. Thảm họa dễ đoán nhất có lẽ là mực nước biển dâng cao. Mực nước biển dâng cao có thể nhấn chìm nhiều thành phố ven biển và hải đảo, thậm chí có thể xóa sổ cả một quốc gia. Ví dụ như quốc đảo Thái Bình Dương Pacific Island có độ cao trung bình chỉ 77cm. Theo ước tính, chỉ cần thêm hàng chục năm nữa thôi, quốc gia này sẽ hoàn toàn chìm trong biển nước. Hay quốc đảo nhỏ nhất thế giới Nauru có độ cao chỉ 45cm. Vậy nên nơi đây luôn phải đối mặt với nguy cơ bị nhấn chìm bất cứ lúc nào. Nhiều nguồn tin cho biết Nauru đã mua rất nhiều bất động sản ở Úc để chuẩn bị cho công cuộc di cư mang tính toàn quốc trong tương lai. Ngoài ra, Fiji, Maldives, Tonga, Samoa và các nước ven biển khác cũng đang bị đe dọa trước tình hình này. Điều đáng sợ nhất chính là virus cổ đại có thể được hồi sinh. Bởi khi nhiệt độ tăng cao, sông băng làm tan lớp băng vĩnh cửu, nhiều loại virus rất có khả năng sẽ thức tỉnh. Các nhà khoa học Mỹ từ mẫu lõi băng từ vùng cao nguyên Tây Tạng đã tìm thấy bằng chứng về virus cổ đại, bao gồm 28 loại virus lạ. Năm 2014, các nhà khoa học Pháp đã phát hiện ra hai loại virus thời tiền sử 30.000 năm tuổi từ trong một hang sâu cổ. Tuy hiện đại những loại virus này được xác định không gây nguy hại cho con người, nhưng không có nghĩa là hàng ngàn loại virus từ thời cổ đại khác cũng đều không gây ảnh hưởng. Một khi có virus nguy hiểm, nhân loại có thể phải đối mặt với thảm họa bệnh dịch nghiêm trọng. Ngoài ra, băng tan do sự nóng lên toàn cầu còn kéo theo thảm họa không ngờ khác. Ngân hàng hạt giống thế giới nằm biệt lập ngoài khơi giữa Na Uy và Bắc Cực là nơi lưu giữ hạt giống của hầu hết các loài thực vật trên thế giới. Ngân hàng này có chức năng bảo vệ các gen hạt giống cây trồng cho thế giới trước thiên tai. Một khi thực vật bị tuyệt chủng, nguồn gen dự phòng ở đây sẽ tiếp tục phát triển đa dạng sinh học. Đặc biệt đối với một số loại cây lương thực thì việc lưu giữ nơi đây lại cực kỳ quan trọng. Năm 2016, do ảnh hưởng của hiện tượng nóng lên toàn cầu, làm nhiệt độ tăng cao gần khu vực này, khiến một lượng nước do băng tan đã xâm nhập vào kho chứa, gây ra thiệt hại rất lớn. Có thể thấy sự nóng lên toàn cầu tác động rất lớn đến nhân loại. Các nhà khoa học cho biết hiện tượng này sẽ còn gia tăng vào năm 2024 với nhiệt độ cực cao có thể vượt quá 1,5 độ C so với năm 2023. Đây là một điểm quan trọng bởi nếu nhiệt độ toàn cầu tăng hơn 1,5 độ C mỗi năm, trái đất sẽ phải trải qua những thay đổi lớn. Trong 15 điểm giới hạn, hay còn gọi là điểm cuối cùng bùng phát khí hậu hiện nay trên khắp thế giới mà các nhà khoa học đã phát hiện, đã có nhiều điểm áp sát ngưỡng sụp đổ như băng trên biển Bắc Băng Dương, băng tầng ở Greenland, rừng mưa nhiệt đới Amazon, hoàn lưu đảo ngược kinh tuyến Đại Tây Dương. Một khi tất cả các điểm quan trọng vượt quá ngưỡng này, hệ thống khí hậu không thể đảo ngược, dẫn đến sự kết thúc của nhân loại có thể thực sự diễn ra. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng tìm thấy một số lợi ích đối với sự nóng lên toàn cầu, như các khu vực đóng băng lâu năm ở Bắc Cực hiện đã có thể tiếp cận được. Các tuyến đường vận chuyển khu vực này cũng có thể được hồi sinh vào mùa hè, giảm 40% khoảng cách bay ở Đông Á và Bắc Âu. Đây là một lợi ích rất lớn cho ngành vận chuyển toàn cầu. Từ những cảnh báo của các nhà khoa học, chúng ta phải chú ý nhiều hơn đến năm 2024, bởi đây là một năm cực kỳ đặc biệt. Hai siêu thảm họa lớn khác trong năm 2024. Các nhà khoa học cũng dự đoán hai siêu thảm họa khác sẽ có tác động rất lớn đến xã hội, khó có thể ngăn chặn. Đó chính là sự gia tăng thời tiết khắc nghiệt và bão mặt trời.
Trước tình trạng biến đổi của khí hậu, khó khăn tiếp theo mà con người phải đối mặt chính là sự gia tăng của thời tiết khắc nghiệt, thiên tai thường xuyên, thậm chí sẽ gây ra nhiều hiện tượng kỳ lạ khác nhau ở khắp mọi nơi. Trong 5 năm trở lại đây, hiện tượng thời tiết khắc nghiệt ngày càng diễn ra thường xuyên hơn, mà nguyên nhân chính có liên quan chặt chẽ đến hoạt động của con người và biến đổi khí hậu. Trong năm 2023, rất nhiều hiện tượng mưa lớn, bão lụt càn quét thế giới và nhiều nơi trên thế giới, như vùng Đông Bắc và Bắc Trung Quốc, Nhật Bản, Philippines, Hoa Kỳ, cùng các nước châu Âu cũng phải chịu thiệt hại nhiều do mưa bão với tần số dày đặc hơn so với trước đây. Vậy nên, trong năm 2024, khi thời tiết khắc nghiệt được dự đoán sẽ diễn ra thường xuyên hơn, cường độ cũng sẽ tăng mạnh, như nhiệt độ tăng cao kỷ lục, lượng mưa cực lớn, hạn hán kéo dài, những cơn bão cực đoan sẽ có tác động rất lớn đến nhân loại. Mặc dù công nghệ của con người vẫn đang tiếp tục phát triển, khả năng chúng ta chịu thiên tai cũng ngày càng mạnh mẽ hơn, nhưng trước thiên nhiên, con người luôn là một sinh vật nhỏ. Ngoài trừ thời tiết khắc nghiệt, nhiều thảm họa thiên nhiên khác cũng đang trở nên thường xuyên hơn, như động đất, sóng thần, núi lửa phun trào, cháy rừng. Trong những năm gần đây, các hiện tượng này ngày càng xảy ra thường xuyên. Vụ cháy rừng ở Canada năm 2023 đã tạo ra mức phát thải kỷ lục, gây ra đám khói xuyên Đại Tây Dương, lan đến châu Âu, đã chứng minh rằng thảm họa sinh thái gây ra là khôn lường. Hai trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra vào ngày 6 tháng 2 năm 2023 đã trực tiếp gây ra cái chết của hơn 50.000 người, khiến hàng trăm ngàn người bị thương, thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 100 tỷ USD. Các nhà khoa học thông báo, những thiên tai này có thể xảy ra thường xuyên hơn vào năm 2024, nên con người luôn phải trong tâm thế cảnh giác. Ngoại trừ thiên tai không thể xem thường những thảm họa do chính con người gây ra, như cháy rừng kinh hoàng ở Hawaii. Rõ ràng đây là một thành phố ven biển có hệ thống cứu hộ, nhưng đám cháy vẫn lan rộng, gây ra thảm họa chưa từng có. Một số hiện tượng tự nhiên khác cũng rất đáng chú ý, như số lượng lớn các loài chim tụ tập trong thành phố, hồ nước nóng sâu xuất hiện dưới lòng đất. Ngoài ra còn có một đài phun nước kỳ lạ phun ra cao hàng mét tại Trung Quốc. Những điều bất thường này cũng có thể báo hiệu cho sự xuất hiện của thảm họa. Một thảm họa lớn khác vào năm 2024 có khả năng xảy ra chính là bão mặt trời. Đó chính là một loại thảm họa to lớn do mặt trời gây ra cho nhân loại. Tháng 6 năm 2023, các nhà thiên văn đã phát hiện hơn 160 vết đen xuất hiện trên bề mặt mặt trời. Đây là một kỷ lục mới trong vòng một thế kỷ trở lại đây, chứng tỏ mặt trời đang trong thời kỳ hoạt động mạnh. Điều này có nghĩa là nhiều tia sáng mặt trời kèm theo sự phun trào khối lượng lớn khiến các tia sáng trở nên mạnh hơn, bắn về phía trái đất, gây ảnh hưởng đến vệ tinh, hệ thống liên lạc của trái đất và một số lượng lớn các thiết bị sử dụng điện. Sự kiện Carrington năm 1859 do bão mặt trời đã làm gián đoạn dịch vụ điện báo ở Bắc Mỹ trong suốt nhiều ngày. Ngày nay, lưới điện Internet và thông tin liên lạc đã lan rộng trên khắp thế giới. Vậy nên, nếu có một cơn bão mặt trời khác xuất hiện, thì toàn bộ nền văn minh nhân loại gần như sẽ phải hứng chịu một đòn chí mạng. Bốn đại thảm họa nói trên đều là những dự đoán dựa trên dữ liệu khoa học với khả năng xảy ra cao. Thực sự thảm họa chỉ bị đẩy lùi lại, chứ không phải là không còn nữa. Vậy lý do vì sao? Bởi vì nguyên do tạo thành thảm họa cho nhân loại vẫn còn đó, thì thảm họa làm sao mà mất đi được? Thảm họa của con người là vì đạo đức con người đang xuống dốc một cách nhanh chóng, vượt qua ranh giới đạo đức mà thần cấp cho con người. Cho dù con người có tin hay không, trong lịch sử nhiều lần thảm họa xảy ra đều tương tự. Thảm họa Đại Hồng Thủy, thảm họa nhấn chìm lục địa Atlantis, sự hủy diệt của thành Pompeii và sự biến mất của nền văn minh Maya. Khi trưởng lão người Maya đem 13 hộp sọ pha lê tập hợp lại, ông đã truyền đạt lại những điều ẩn chứa trong các hộp sọ đó, nhắc nhở con người một khái niệm đã bị quên lãng, khái niệm về nhất thể hóa, đó là tinh thần chính là vật chất. Sự sa đọa về tinh thần sẽ dẫn tới những thảm họa và tai nạn cho thế giới vật chất. Khi con người gặp nạn, thần Phật vẫn có thể cứu giúp con người. Vậy thần Phật cứu người thì cứu như thế nào? Đương nhiên, nguyên nhân thảm họa tới là để đào thải những người mà đạo đức đã bại hoại. Nếu muốn cứu chúng sinh qua cơn thảm họa, thì tất yếu phải làm cho tiêu chuẩn đạo đức của con người nâng cao trở lại. Con người hãy sống thiện lương và nâng cao tâm tính của chính mình. Người tu luyện không đạt được thân thể khỏe mạnh và đạo đức nâng cao, mà còn khiến tinh thần và văn minh của toàn xã hội cũng được đề cao. Cùng theo sự nâng cao đạo đức con người một cách toàn diện, thì con người cũng sẽ được cứu thoát khỏi thảm họa. Kiếp nạn được đẩy lùi là điều đáng mừng. Mừng vì ngày kỷ nguyên mặt trời thứ 5 kết thúc vẫn chưa xảy ra.
mừng vì thần Phật vẫn cấp cho con người cơ hội được cứu. Nếu biết trân quý sự ban ơn của thần Phật, cơ hội đắc cứu chỉ hơi buông lơi là mất đi này, thì bạn hãy mau chóng tìm hiểu sự thật, liễu giải trần tướng nhé. Thế giới này chính là có những điều tuy là bạn chưa thấy, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Có đúng thì có sai, có chính thì có tà, có ma quỷ thì cũng có thần Phật. Thiện ác hữu báo chính là quy tắc tồn tại của sinh mệnh. Trong thời kỳ đặc biệt của lịch sử này, Duyên Vạn Cổ luôn mong quý khán thính giả có thể ôm giữ một đức tin chân chính, một trái tim thiện lương và một tấm lòng nhẫn nại. Bởi vì cho đến cuối cùng, gìn giữ chuẩn mực đạo đức mà thần đã khai sáng mới có thể được thần bảo hộ cho sự vĩnh hằng của mỗi từng sinh mệnh chúng ta. Và trên thế giới hiện nay đã có một môn khí công tính mệnh song tu thượng thừa của Phật gia theo nguyên lý chân thiện nhẫn, giúp cho người tập luyện có thể giữ gìn chuẩn mực đạo đức và nâng cao tố chất thân thể. Môn tu luyện đầu tiên được hồng truyền vào năm 1992, qua hơn 30 năm, người truyền người, tâm truyền tâm, pháp môn này đã truyền rộng ra hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, mang lại lợi ích cho hàng trăm triệu người. Các học viên đến từ khắp nơi, đủ mọi tầng lớp xã hội. Họ hành xử theo pháp lý, tự ước thúc bản thân theo tiêu chuẩn đạo đức cao thượng, luôn có một sức khỏe tốt, nội tâm an hòa và hoàn toàn miễn phí. Đường link hướng dẫn tập luyện chúng tôi đã chia sẻ phía trên màn hình. Nếu quý vị quan tâm, xin mời truy cập để tìm hiểu. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.